cảnh báo năng lượng gốc phản khoa học len lỏi vào đồng bào dân tộc. Tự cho là có thể chữa bách bệnh, thậm chí đưa con người trở về tuổi thanh xuân, bộ môn năng lượng gốc phản khoa học sau một thời gian tạm lắng lại bắt đầu len lỏi vào các bản làng nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Điều đặn mỗi ngày hai lần vào lúc 8 giờ sáng và 14 giờ chiều, đồng bào dân tộc ở bản Thái Hải Thái Nguyên lại ngồi truyền năng lượng gốc qua màn hình điện thoại cho những người bệnh. Với thời gian là 3 phút 30 giây cho một người, truyền cho nhiều người thì 5 phút 30 giây. Cứ như vậy, mỗi ngày đồng bào dân tộc ở đây truyền năng lượng gốc cho hàng trăm, hàng ngàn người bệnh từ COVID-19 đến ung thư. Với 150 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc, Kinh, Tây, Nùng, Giao, Sán Chỉ cùng chung sống. Đây là bản làng hiếm hoi giữa lòng thành phố Thái Nguyên, còn giữ lại được những nếp nhà sàn của an toàn khu định hóa từ hơn 30 năm trước. Chính vì vậy, lượng du khách tới đây tham quan lên tới hàng trăm người một ngày. Không ít người tò mò về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của đồng bào dân tộc nơi đây và trường bản cũng chẳng ngại ngần chia sẻ. Cứ truyền, còn lấy cái số điện thoại cho vào nhóm để xem ông có ưng không ưng ừ, cái bụng thì mới truyền cho có người khỏi, có người cải thiện, cứ làm đi, đừng hỏi. Từ vài năm nay, bộ môn năng lượng gốc do đối tượng Lê Văn Phúc ở hải ngoại truyền bá vào Việt Nam như một giải pháp thần kỳ chữa bách bệnh. Dù các nhà khoa học ở Việt Nam đã lên tiếng phản đối, thậm chí nhiều địa phương đã đưa ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng xóa bỏ mọi hội nhóm năng lượng gốc trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục tìm cách thâm nhập vào đồng bào dân tộc để truyền bá một cách sâu rộng, đến mức trưởng bản Thái Hải khẳng định người dân không bỏ được năng lượng gốc, ngay cả khi cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc. Ung thư cũng chữa bằng năng lượng gốc, COVID cũng sử dụng năng lượng gốc để điều trị. Chỉ 3 phút 30 giây nhìn vào điện thoại mỗi ngày, mọi bệnh tật sẽ tan biến. Cách chữa bệnh phản khoa học này đã ăn sâu bám rễ vào đồng bào dân tộc ở đây đến mức ngay cả khi chúng tôi công khai xuất hiện với máy quay của VTV ở bản, cách chữa bệnh phản khoa học này đã ăn sâu bám rễ vào đồng bào dân tộc nơi đây. Nếu thực sự là một phương pháp chữa bệnh tốt, có lẽ chẳng cần phải che giấu. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức chính quyền xã và lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại bản Thái Hải về việc truyền bá những nội dung chưa được nhà nước công nhận. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, hơn 100 đồng bào dân tộc vẫn ngày ngày tự chữa bệnh cho chính mình và hàng ngàn bệnh nhân khác thông qua việc nhìn vào chán nhau qua điện thoại di động.